Dạ, kính thưa ban chủ tọa, kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Và trong bài đầu tiên về nội dung của chương trình hôm nay, em xin trình bày về cái chiến lược để giảm biến chứng hô hấp sau phẫu thuật. Về biến chứng hô hấp, nó là một trong những cái biến chứng thường gặp sau gây mê. Về tần suất thì thay đổi khá là nhiều, tùy thuộc vào cái loại phẫu thuật, về cái cơ địa của bệnh nhân. Tuy nhiên thì nhìn chung qua thời gian, mặc dù với những cái tiến bộ về y khoa, nhưng mà tần suất về biến chứng hô hấp vẫn không có giảm đáng kể, dao động từ 1 đến 23%, và tỷ lệ này sẽ cao hơn ở những cái phẫu thuật mà nguy cơ cao như phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật bụng lớn, hoặc là những cái phẫu thuật mà cơ địa bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ. Biến chứng hô hấp sẽ làm tăng tỷ lệ nhập ICU và làm kéo dài thời gian nằm viện và tăng tỷ lệ tử vong sau mổ của bệnh nhân. Cụ thể là nếu bệnh nhân không có cái biến chứng hô hấp gì hết thì tỷ lệ tử vong sau những phẫu thuật nó chỉ dao động khoảng chừng 1 đến 3% thôi, nhưng mà khi xảy ra biến chứng hô hấp rồi thì tỷ lệ tử vong có thể đến 30%. Nhưng mà những cái biến chứng hô hấp này thì rất nhiều mình có thể dự phòng được nếu mà mình đánh giá tốt cái nguy cơ hô hấp và mình chuẩn bị tốt bệnh nhân trước mổ. Và khi mà dự phòng được rồi, giảm tỷ lệ biến chứng rồi, thì những cái về nhập ICU hay thời gian nằm viện hay là và sau cùng là tỷ lệ tử vong mình sẽ cải thiện được rất là nhiều. Về cái phân loại biến chứng hô hấp sau phẫu thuật, mình có những cái biến chứng quan trọng bao gồm xẹp phổi, viêm phổi, ARDS, tích sặc, hoặc là đợt cấp bệnh phổi mạn tính, co thắt phế quản, hoặc là những trường hợp mà cần hỗ trợ oxy liệu pháp kéo dài hay là thông khí hỗ trợ kéo dài sau mổ thì cũng được xếp vào nhóm là biến chứng hô hấp. Thì các biện pháp can thiệp của mình cho đến bây giờ hiệu quả nó ra làm sao, thì đây là một cái meta-analysis mới vừa đăng trên BMJ hồi 2020. Họ sử dụng 95 nghiên cứu với 18.000 trường hợp với 11 loại can thiệp phẫu thuật khác nhau từ năm 1990 đến năm 2017 để đánh giá hiệu quả của các chiến lược giảm biến chứng hô hấp mà trên thế giới các nước họ đã sử dụng. Đầu tiên hết thì về cái biến chứng hô hấp nói chung sau mổ thì nhiều cái con đường can thiệp mình có thể giảm được cái biến chứng sau mổ. Cụ thể bao gồm thứ nhất là các cái protocol về ERAS, mình dự phòng bằng cách sử dụng các thuốc loãng đàm hỗ trợ hô hấp sớm sau mổ bằng CPAP hoặc là HFNC hoặc là NIV với cái MOP là hỗ trợ hai thì thông khí bảo vệ phổi trong mổ, mình tập vật lý trị liệu sớm cho bệnh nhân. Chiến lược dịch truyền thì mình truyền dịch hạn chế thay vì mình truyền dịch theo cái truyền thống, tức là mình truyền dịch tự do. Và những cái phương pháp khác như là ngưng hút thuốc lá và mình duy trì cái thở máy trong mổ bằng một cái FiO2 thấp thôi thay vì là mình dùng FiO2 cao, nó cũng giảm được cái biến chứng hô hấp sau mổ. Một số cái can thiệp mà nó không có lợi ích như là sử dụng cái beta, đồng vận beta một cách thường quy, hoặc là mình sử dụng incentive spirometry, thì cái này trong phần sau sẽ nói cụ thể hơn về cái dụng cụ này. Đây là phân tích kỹ hơn về những cái biến chứng khác như là biến chứng viêm phổi, biến chứng xẹp phổi và thời gian nằm viện, thì nhìn chung các biện pháp can thiệp của mình đều làm giảm được các tỷ lệ cũng như cái thời gian nằm viện đó. Vậy thì cụ thể về cái việc mình làm sao để giảm được cái biến chứng hô hấp đó, nó sẽ gồm từng bước về việc mình đánh giá nguy cơ trước mổ cho bệnh nhân, sau đó mình tối ưu người bệnh, một chiến lược gây mê trong mổ phù hợp và tiếp tục cái giai đoạn chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Nó là một cái quá trình từ cái giai đoạn mình khám tiền mê từ trước mổ cũng như việc mình tiếp nhận bệnh nhân tại khoa trước khi mình mời khám gây mê để đánh giá tiền mê luôn nữa thì càng tốt hơn. Thì đây là những yếu tố nguy cơ chắc chắn liên quan đến biến chứng hô hấp sau mổ. Thứ nhất về loại phẫu thuật, gần như là những cái phẫu thuật bụng, phẫu thuật lồng ngực là nguy cơ cao nhất. Ngoài ra một số phẫu thuật khác như là động mạch chủ, đầu mạch cổ, thần kinh hay là phình động mạch chủ bụng thì nguy cơ biến chứng hô hấp cũng tương đối cao. Những phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân lớn tuổi trên 65 tuổi, phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ, bệnh nhân đã có sự lệ thuộc về các hoạt động sinh hoạt thường ngày, đánh giá nguy cơ theo AS, phân loại theo ASA từ 2 trở lên, bệnh nhân có suy tim, COPD hoặc là giảm albumin trước mổ, và những bệnh nhân vẫn còn hút thuốc lá và phải gây mê sử dụng những thuốc giãn cơ tác dụng kéo dài thì đều tăng biến chứng hô hấp sau mổ. Một số yếu tố khác thì bằng chứng nó không mạnh bằng, nhưng mà nhìn chung có ghi nhận việc tăng biến chứng hô hấp sau mổ, bao gồm như là phải gây mê toàn diện, có ứ CO2 trước mổ hoặc bất thường X quang ngực trước mổ, bệnh nhân đang có nhiễm trùng hô hấp trên và đặt xong mũi dạ dày thường quy sau mổ.
Vậy thì mình đánh giá các nguy cơ này cho bệnh nhân như thế nào? Thì các công cụ đầu tiên hết quan trọng nhất là việc khám lâm sàng. Thì đối với biến chứng hô hấp thì cái việc mình khám lâm sàng cụ thể cẩn thận nó là cái quan trọng nhất, và nó gần như lại dựa vào cái đánh giá lâm sàng này để mình tiên đoán cái nguy cơ biến chứng hô hấp sau mổ. Thì cái việc khám lâm sàng mình sẽ gồm các yếu tố, nhất là mình đánh giá nguy cơ cho bệnh nhân dựa trên các yếu tố như mình đề cập ở hồi nãy. Thứ hai là tìm những yếu tố gợi ý bệnh phổi mạn tính nếu bệnh nhân chưa từng được chẩn đoán, hoặc nếu bệnh nhân đã có được chẩn đoán bệnh phổi mạn tính rồi thì mức độ nặng của bệnh như thế nào và các triệu chứng đang được kiểm soát ra sao. Thì từ đó mình sẽ có kế hoạch để mình lựa chọn tiếp các phương tiện cận lâm sàng cần thiết, hoặc là những can thiệp thêm, điều trị thêm để mà ổn định được tình trạng bệnh nhân trước mổ. Mà như vậy thì mình sẽ không quá cần thiết những cái cận lâm sàng để trì hoãn, hoặc là những can thiệp trì hoãn mà nếu mà cái nguy cơ nó không thật sự cải thiện hơn. Và cũng tương ngược lại, mình cũng sẽ không bỏ sót cái nguy cơ hô hấp trước mổ và dẫn đến cái biến chứng sau mổ. Các một số những cái đánh giá liên quan đến cái khám lâm sàng mình nên chú ý đối với biến chứng hô hấp. Thứ nhất là cái việc giảm gắng sức của bệnh nhân, khó thở hoặc là ho, đặc biệt khi là những cái dấu hiệu này nó mới khởi phát. Thứ hai là những yếu tố nguy cơ của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Thứ ba là đối với những cái bệnh mạn tính thường hay gặp ở của bệnh nhân liên quan đến hô hấp như là COPD hoặc là hen phế quản, và một số trường hợp có thể cần phải đánh giá thêm về bất thường lồng ngực hoặc là công hô hấp của bệnh nhân. Sau khi mình có cái đánh giá trên lâm sàng đó xong, mình sẽ bắt đầu cân nhắc đến những cái vấn đề về cận lâm sàng, các phương tiện để mình có thể góp phần vào đánh giá biến chứng hô hấp sau mổ. Đầu tiên là đo chức năng hô hấp. Thì việc đo chức năng hô hấp này không tốt hơn so với lại khai thác tiền căn bệnh sử và khám lâm sàng, đặc biệt khi mình làm tốt những cái việc này. Thứ hai là đo chức năng hô hấp có một số cái hạn chế bởi vì nó thiếu dữ liệu về cái lựa chọn ngưỡng an toàn. Tức là ở đây mình xét trên phương diện là khi mà một cái chức năng hô hấp bình thường thì đương nhiên cái vấn đề mình không có gì để nói thêm, nhưng mà nếu có bất thường chức năng hô hấp, ví dụ trên FEV1 hoặc là trên FVC, thì lúc đó cái ngưỡng như thế nào là nên hoãn mổ, hoặc cái ngưỡng giảm như thế nào thì là vẫn đủ an toàn để tiếp tục mổ, thì mình không có bằng chứng đầy đủ về việc này. Thứ hai là đối với những bệnh nhân đã có nguy cơ hô hấp, ví dụ lớn tuổi hoặc là những phẫu thuật bụng trên, phẫu thuật lồng ngực, tức là bản thân những điều đó đã là có nguy cơ biến chứng hô hấp sau mổ rồi, thì một chức năng hô hấp bình thường có đủ để đánh giá là đã giảm được biến chứng hô hấp cho bệnh nhân cho chưa thì mình cũng không có bằng chứng. Do đó nhìn chung thì có thể không cần thiết đối với những phẫu thuật ngoài lồng ngực. Thì cụ thể hơn thì trong cái phiên bản mới nhất 2022, đại học các tác giả đại học Oxford đề nghị một số cái chỉ định liên quan đến đo chức năng hô hấp, bao gồm thứ nhất là để hỗ trợ chẩn đoán khó thở chưa rõ nguyên nhân. Thứ hai là để theo dõi chức năng hô hấp với người bệnh có COPD hoặc là hen, đặc biệt là khi những cái dữ liệu trên lâm sàng mình khai thác chưa đủ để đánh giá việc cái điều trị bệnh nhân đã tối ưu hay chưa, tức là cái việc mình can thiệp tích cực hơn có thể sẽ có lợi cho bệnh nhân thì nên đo chức năng hô hấp với những bệnh nhân này. Thứ ba là đánh giá chức năng hô hấp với người bệnh có bệnh lý thần kinh cơ, và thứ tư là để dự đoán chức năng hô hấp sau phẫu thuật cắt phổi hoặc thủy phổi. Một phương tiện cận lâm sàng nữa là khí máu động mạch thì không cần thiết phải chỉ định thường quy trước mổ, tuy nhiên thì nên cân nhắc ở những người bệnh có giảm oxy máu trước mổ trên SpO2. Thứ hai là những bất thường nặng chức năng hô hấp. Về đối với X quang ngực thì mình có cần thiết phải chụp thường quy hay không, thì đây là một cái nghiên cứu ở 905 bệnh nhân ngoại khoa, trong đó 504 bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và 308 bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ. Người ta ghi nhận rằng khi mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ thì chỉ có một trường hợp có bất thường ngoài dự kiến trên X quang. Đối với bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì có đến 114 bệnh nhân là phát hiện bất thường trên X quang ngực. Vì nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ đó mình không chụp X quang thì có được hay không? Thì đây là một nghiên cứu khác trên khoảng 14.000 cái X quang trước mổ những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ hô hấp. Thì chỉ có 140 trường hợp là có bất thường ngoài dự kiến, và trong những trường hợp bất thường ngoài dự kiến đó thì chỉ có 14 trường hợp là phải thay đổi quyết định điều trị. Do đó nhìn chung nếu bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, một lần nữa đó là mình đánh giá lâm sàng, khám lâm sàng, họ khai thác bệnh sử đầy đủ cẩn thận và mình thấy rằng không có yếu tố nguy cơ thì có thể không cần thiết phải chụp X quang. Tuy nhiên thì kể cả khi không có yếu tố nguy cơ đó vẫn nên cân nhắc ở hai cái chỉ định. Một là bệnh nhân lớn hơn 50 tuổi, tức là vì cái nhóm này thường người ta ghi nhận rằng tăng cái tỷ lệ có phát hiện được những bất thường ngoài dự kiến trên X quang. Thứ hai là những phẫu thuật nguy cơ cao như là bụng trên, phẫu thuật lồng ngực. Một phương tiện cận lâm sàng khác là test đi bộ 6 phút.
Nhìn chung thì độ nhạy, độ đặc hiệu tương đối tốt và cái diện tích dưới đường cong khoảng 0.94 để phát hiện được cái tiên lượng được cái biến chứng hô hấp sau phẫu thuật. Người ta cũng thấy rằng việc giảm cái khoảng đi bộ trong 6 phút đó 100 mét là sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng hô hấp sau mổ với cái odds ratio 1.32. Một số kết cục phụ về tử vong 30 ngày và tổn thương cơ tim nhìn chung thì test đi bộ này đánh giá cũng khá tốt. Tuy nhiên cái hạn chế của nó là lựa chọn thời điểm để thực hiện cái test này và khi những cái can thiệp phối hợp trước mổ để giảm nguy cơ biến chứng hô hấp cho bệnh nhân thì sau đó có cần đánh giá lại hay không thì mình vẫn chưa có những cái hướng dẫn đầy đủ về việc này. Một cái phương tiện nữa em giới thiệu ở đây đó là nguy chỉ số ước lượng nguy cơ ARISCAD. Thì cái chỉ số ước lượng mình có nhiều chỉ số nhưng mà ARISCAD là tương đối đơn giản và mình có thể dựa hoàn toàn vào các thông tin lâm sàng. Một số cái thang điểm khác thì sẽ cần một số cái cận lâm sàng thêm hoặc là mình sẽ không đánh giá tại giường được mà cần với phần mềm để đánh giá. Thì sau khi mình đánh giá được nguy cơ của bệnh nhân thì chuẩn bị bệnh nhân như thế nào trước mổ, đặc biệt là đối với những trường hợp mà tiên lượng nguy cơ biến chứng hô hấp cao. Đầu tiên là việc ngưng thuốc lá. Thì đây là một cái tổng quan, một cái meta-analysis nghiên cứu trên 25, trên khoảng 21.000 bệnh nhân. Cái hình đầu tiên này mình sẽ thấy người ta so sánh cái giữa cái nhóm bệnh nhân đã bệnh nhân không hút thuốc lá hoặc bệnh nhân có hút thuốc lá thì cái hàng đầu tiên là bệnh nhân còn đang hút, cái hàng thứ hai là chỉ mới ngưng được khoảng 2 tuần và cái hàng thứ ba là ngưng từ 2 đến 4 tuần. Nhìn chung với nhóm bệnh nhân này nguy cơ biến chứng hô hấp đều vẫn còn rất là cao. Khi bắt đầu ngưng được khoảng 4 tuần trở lên thì cái nguy cơ mới giảm và khi bệnh nhân ngưng được khoảng từ 8 tuần trở lên thì nguy cơ gần như tương tự đối với những trường hợp bệnh nhân không có hút thuốc lá. Cái hình này mình cũng ghi kết quả cũng tương tự một số ý được. Cái hình ở trên cùng, hàng đầu tiên là bệnh nhân ngưng thuốc lá dưới 2 tuần, hàng thứ hai là từ 2 đến 4 tuần, nhìn chung nguy cơ vẫn còn cao. Khi ngưng được 4 tuần thì nguy cơ sẽ bắt đầu giảm hơn so với bệnh nhân vẫn còn đang hút thuốc lá. Thứ hai là và kiểm soát bệnh lý hô hấp trước mổ cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân đã có tiền căn COPD hoặc hen phế quản. Đối với COPD thì nên đạt được mức nền tốt nhất trước mổ, còn đối với hen phế quản thì nên đạt được kiểm soát tốt. Bởi vì hen phế quản khi bệnh nhân đạt được cái kiểm soát tốt rồi thì nguy cơ biến chứng hô hấp gần như tương tự của những trường hợp bệnh nhân không có hen. Tương tự đối với COPD, đạt được mức nền tốt nhất trước mổ cũng giảm được rất là nhiều nguy tỷ lệ biến chứng hô hấp sau mổ. Thì những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính này nên cân nhắc 2 đến 4 nhát đồng vận beta trước khi đặt nội khí quản nếu mà mình quyết định phương pháp vô cảm là gây mê toàn diện mà mình kiểm soát đường thở bằng nội khí quản. Và cuối cùng là kiểm soát những trường hợp kiểm soát nhiễm trùng hô hấp trên nếu mà bệnh nhân đang có. Vấn đề tiếp theo là chăm sóc răng miệng thì mình gồm một số cái việc có thể làm được cho bệnh nhân. Đầu tiên là súc miệng bằng chlorhexidine. Thứ hai là khám răng miệng, cạo vôi răng, chải lưỡi bằng bàn chải và điều trị bệnh nha chu nếu có. Đầu tiên là về cái chlorhexidine đó thì nếu mình cho bệnh nhân súc miệng thì mình sẽ sử dụng khoảng 15 ml súc miệng trong 30 giây 2 lần một ngày. Sử dụng 2 đến 3 lần trước mổ thì giảm được cái nguy cơ nhiễm trùng hô hấp bao gồm viêm phổi của kể cả viêm phổi Gram âm và viêm phổi do Gram dương. Về cái vấn đề chăm sóc răng miệng khác như là điều trị bệnh nha chu hay là cạo vôi răng thì đây là một cái nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm ở 721 bệnh nhân cắt phổi. Mình sẽ thấy các việc chăm sóc răng miệng đó mình thường không có làm trước mổ, đặc biệt là điều trị cái bệnh nha chu thường mình hẹn bệnh nhân sau mổ khi mà xuất viện thì tái khám răng hàm mặt, nhưng mà thật ra không có nên như vậy, bởi vì các việc mình chăm sóc răng miệng đó, điều trị bệnh nha chu đó nó giảm tỷ lệ viêm phổi sau mổ như là cái nghiên cứu này đã ghi nhận. Giảm tỷ lệ 4,6% so với 9,3% những bệnh nhân có bệnh lý răng miệng mà chưa được điều trị trước mổ. Về phần vật lý trị liệu hô hấp thì bài sau sẽ bác sĩ Khải sẽ trình bày cụ thể hơn, nhưng mà ở đây chỉ xin nhấn mạnh một ý là mình nên cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu hô hấp trước mổ. Tức là bệnh nhân khi mổ xong rồi người ta sẽ biết được người ta cần tập những cái gì, bài tập đó ra làm sao, bởi vì khi mà mổ xong rồi thì với tác dụng của thuốc mê hô hấp với cái việc kiểm soát đau có thể vẫn còn chưa đầy đủ thì cái việc mình đưa một thông tin mới rất là nhiều đối với bệnh nhân về các bài tập vật lý trị liệu có thể họ sẽ không làm được. Nhưng mà khi mình đã hướng dẫn trước mổ rồi thì sau mổ bệnh nhân đã có cái kiến thức về cái bài tập đó thì mình chỉ cần nhắc lại thôi, và động viên bệnh nhân thì cái việc tập vật lý trị liệu sau mổ sẽ có lợi hơn, sẽ tốt hơn rất là nhiều so với là mình chờ đến sau mổ mới bắt đầu hướng dẫn bệnh nhân. Tương tự đối với các thủ thuật nở phổi.
Vậy thì sau khi chuẩn bị bệnh nhân trước mổ xong và vào cái ngày mổ bệnh nhân, những cái phương pháp để mình giảm được biến chứng hô hấp cho bệnh nhân, đầu tiên là đối với về phẫu thuật, khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ hô hấp cao thì nên cân nhắc các can thiệp về xâm lấn tối thiểu hoặc các phẫu thuật thời gian ngắn mà mình sẽ giải quyết triệt để khi mà cái biến chứng hô hấp của bệnh nhân đã giảm. Tức là ví dụ về cái nguy cơ biến chứng cao đó liên quan đến vấn đề bệnh phổi chưa kiểm soát tốt đầy đủ, ví dụ như vậy, nhưng mà mình không thể trì hoãn phẫu thuật nhiều hơn thì nên, nếu được thì nên lựa chọn các phương pháp xâm lấn tối thiểu hơn. Ví dụ mình có thể chọc dẫn lưu đường mật, giải áp đường mật cho bệnh nhân trong lúc mà mình giải quyết cái biến chứng, cái nguy cơ biến chứng hô hấp đó, cái bệnh lý phổi mãn tính đó, để khi ổn định hơn thì bệnh nhân có thể mổ triệt để được. Về lựa chọn phương pháp vô cảm thì gây mê toàn diện nhìn chung là không có chống chỉ định, tuy nhiên thì nguy cơ biến chứng hô hấp theo đó nó cũng cao hơn so với việc mình gây tê trục thần kinh trung ương hay là tê ngoại biên để mổ, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng sẽ gây tê được. Nhưng thì nếu mà có thể gây tê, tức là bệnh nhân không có chống chỉ định, thì các phương pháp về gây tê vùng như là trục thần kinh trung ương hoặc gây tê ngoại biên thì nguy cơ biến chứng hô hấp sau mổ sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì kể cả đối với gây mê toàn diện thì cũng nên cân nhắc các biện pháp gây tê đó để phối hợp trong cái phác đồ giảm đau đa mô thức cho bệnh nhân sau mổ. Thứ ba là vấn đề thông khí bảo vệ phổi. Thì như cái nghiên cứu hồi nãy mình đã cũng thấy, thông khí bảo vệ phổi trong mổ nên áp dụng thường quy vì nó giảm được khá là đáng kể nguy cơ biến chứng hô hấp. Tức là cụ thể mình nên lựa chọn một cái VT thấp từ 6 đến 8 ml một ký cân nặng lý tưởng, có hỗ trợ bíp 5 đến 8 và cân nhắc huy động phế nang, đặc biệt là với những cái trường hợp bệnh nhân nằm ở tư thế bất thường kéo dài hoặc là phẫu thuật nội soi ổ bụng hoặc nội soi lồng ngực. Vấn đề thứ tư là về truyền dịch, nên lựa chọn chiến lược truyền dịch hạn chế, tức là cụ thể mình lựa chọn dịch cân bằng bù theo lượng nước mất không nhận biết khoảng 1 đến 3 ml một ký một giờ. Mất máu thì mình bù với tỷ lệ 1.51 theo lượng máu mất, hoặc là 1:1 nếu mình lựa chọn dịch cao phân tử và truyền máu khi có chỉ định. Đối với gây mê tê trục thần kinh trung ương thì không nên reblot mà chỉ nên truyền coloat thôi, tức là bù dịch trong lúc mà gây tê. Thứ ba là không bù dịch mất qua khoang thứ ba vì không có lợi ích, không có bằng chứng về lợi ích của việc này, nhưng mà dễ dẫn đến việc quá tải dịch truyền và gây ra cái biến chứng hô hấp sau mổ. Nhìn chung mục tiêu cuối cùng là đạt được cân bằng dịch bằng không. Về hóa giải giãn cơ thì đối với trường hợp gây mê có sử dụng giãn cơ thì đầu tiên là bắt buộc phải theo dõi độ giãn cơ trong mổ. Nếu thuốc giãn cơ nên lựa chọn thuốc ngắn tác dụng ngắn hoặc trung bình và phải hóa giải giãn cơ thường quy nếu mà top cuối mổ chưa đạt được trên 90%. Sau mổ thì đầu tiên là vấn đề hỗ trợ hô hấp sớm sau mổ, như cái như nghiên cứu hồi nãy mình cũng thấy hỗ trợ CPAP hoặc FNC hoặc là NIV với mobile level để giảm được nguy cơ đặt nội khí quản cho bệnh nhân, nên cân nhắc hỗ trợ sớm ngay có những dấu hiệu suy hô hấp hoặc là những trường hợp mình đánh giá nguy cơ cao thất bại với rút nội khí quản. Trong cái hỗ trợ hô hấp sau mổ có một phần về các bài tập hít thở sâu, thì trong cái nghiên cứu mình có nói về cái incentive spirometry, thì thật ra cái đó là một phương tiện để mình định lượng được cái mức độ hít thở vào, hít sâu vào của bệnh nhân được đến mức nào và qua các nhịp thở bệnh nhân hít thở có hiệu quả hay không. Bản thân nó không làm giảm được nguy cơ biến chứng hô hấp, mà cái mà cần thiết đó là các bài tập về hít thở bệnh nhân phải thực hiện tốt. Do đó nếu mà mình có thể theo dõi được cái chuyện đó, đánh giá tốt được cái chuyện đó, thì thật ra không có cần phải sử dụng cái incentive spirometry này. Tương tự như vậy, đối với vận động sớm, mình vật lý trị liệu mình sẽ bao gồm thêm cái chuyện là vận động sớm cho bệnh nhân, hỗ trợ cùng với các bài tập hít thở sâu, và việc này nếu được nên có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Và để làm được cái chuyện đó, tức là tập hít thở sâu, tập vật lý trị liệu, tập vận động sớm, thì phải kiểm soát đau tốt cho bệnh nhân. Thì phải lựa chọn vừa kết hợp nhiều phương pháp, tức là gây tê vùng bên cạnh các thuốc mà sử dụng cũng như chuyện gây tê trục thần kinh trung ương. Cuối cùng thì một số biện pháp khác sẽ bao gồm không nên lưu sông mũi dạ dày thường quy nếu không cần thiết, và mình dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu nếu mà có chỉ định. Như vậy tóm lại thì việc để giảm được biến chứng hô hấp sau phẫu thuật nó là một chiến lược mà cần phối hợp của nhiều giai đoạn và nhiều chuyên khoa. Nhiều giai đoạn tức là bao gồm việc mình đánh giá trước mổ,
đánh giá trước mổ để nhận diện được những trường hợp, những bệnh nhân có nguy cơ biến chứng hô hấp cao. Và cái phương tiện quan trọng nhất là phải khám lâm sàng tốt, đầy đủ. Thứ hai là khi nhận diện được những bệnh nhân có nguy cơ cao đó, mình phải cần thiết phải phối hợp với các chuyên khoa để tối ưu bệnh nhân trước mổ, vật lý trị liệu, cân nhắc các biện pháp như vệ sinh răng miệng và ngưng thuốc lá. Sau đó là trong quá trình gây mê phẫu thuật trong mổ, lựa chọn những phẫu thuật ít xâm lấn, tối ưu về những cái phương diện của gây mê như là thở máy, kiểm soát hô hấp trong mổ và cũng như là các phương tiện giảm đau, tiếp tục hỗ trợ sau mổ về vật lý trị liệu, vận động sớm và mình cân nhắc hỗ trợ sớm hô hấp không xâm lấn khi mà bệnh nhân có những dấu hiệu suy hô hấp hoặc là nguy cơ rút nội khí quản thất bại. Và cần thiết với nhiều chuyên khoa bởi vì gây mê hồi sức thì vai trò là trong việc đánh giá bệnh nhân và tiên lượng nguy cơ biến chứng và sau đó thì các cần thiết hỗ trợ của các chuyên khoa để tối ưu bệnh nền bệnh nhân trước mổ bao gồm những bệnh lý về hô hấp và cần thiết và cả về vấn đề dinh dưỡng vật lý trị liệu và khi bệnh nhân có nguy cơ cao thì cần thiết và cái ý kiến của phẫu thuật viên để mình lựa chọn được cái thời gian phẫu thuật trước mổ như thế nào để thuận lợi nhất tức là mình không để cái bệnh nền của bệnh cái bệnh lý cần phẫu thuật của bệnh nhân làm cho tình trạng bệnh nhân nặng nề hơn nhưng mà cũng không nên cân nhắc không nên quá vội vàng để mà làm xảy ra biến chứng hô hấp phải kéo dài thời gian nằm viện sau mổ và cuối cùng là vai trò của điều dưỡng trong việc họ hỗ trợ trấn an tâm lý bệnh nhân cũng như hỗ trợ bệnh nhân tập vật lý trị liệu hỗ trợ các bài tập về nở phổi cũng như vấn đề về theo dõi đáp ứng với các điều trị can thiệp của người bệnh. Bài báo cáo đến đây là hết, em xin cảm ơn.